nhíp yên nhiên vừa sinh ra đã là người thắng cuộc đời là thiên kim nhà giàu nhất còn có vị hôn phu thanh mai trúc mã là thiên tài hiếm có trên đời còn là một mỹ nhân nhưng mà hết thảy đều chấm dứt vào ngày la chấn hy sinh cũng may hết thảy đều còn có cơ hội xem nhíp yên nhiên như thế nào ở các tiểu thế giới phiên vân phúc vũ cùng anh hùng kia nói chuyện yêu đương trong văn hết thảy không hợp lý đều là tư thiết bài này là trên không não động văn chớ cùng hiện thực liên hệ. Chương 1 Là đánh chết vong, yên nhiên phải hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày 5 tháng 6 năm 3025, trong văn phòng tập đoàn Mộng Long thành phố A, là chấn đang tiến hành một cuộc nói chuyện với lãnh đạo từ trạch. Nhiệm vụ này không ai khác ngoài cậu, cậu hiểu rất rõ mọi phương diện của sản phẩm này. Theo lý mà nói, có thể để cho những người khác đi, nhưng đối phương rất khó chơi, người của chúng ta đã bất lực. Từ trạch thở dài tiếp tục nói, tuy rằng cậu sắp kết hôn với Yên Nhiên, nhưng tôi vẫn muốn cậu đi một chuyến. Dù sao năng lực của cậu vượt xa những người khác. Chủ tịch, tôi biết ý của ông, tôi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ lên đường. La Chấn dừng một chút nói, tôi sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ về nước. Ngươi phải cẩn thận a, à, ở Dê Quốc không thể so với Vét Quốc, Dê Quốc xã hội trị an rất kém cỏi ở cái kia hỗn loạn quốc gia ta hy vọng ngươi phải bảo vệ tốt chính mình mặc kệ kết quả như thế nào hy vọng các ngươi đều có thể bình an trở về ở bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết tranh thủ đàm phán tốt lần hợp tác này từ trạch trong mắt tràn ngập hắn đối với la chấn tín nhiệm hắn biết thực lực của la chấn có thể nói không có hắn sẽ không có mộng lông tập đoàn hôm nay nghĩ tới đây hắn không khỏi nghĩ tới tình cảnh lúc trước gặp phải la chấn đó đã là rất nhiều năm trước đây la chấn khi đó thân không xu dính túi mẫu thân bệnh nặng hắn không có bất kỳ biện pháp nào cô độc cô đơn ngồi sổng bên đường lúc này từ trạch vừa vặn đi qua liếc mắt một cái liền nhìn ra la chấn cũng không phải là vật trong ao hắn quyết đoán trợ giúp la chấn vô tích sự tuy rằng mẫu thân la chấn không có cứu trở về nhưng hắn vẫn đem phần ân tình này ghi tạc đáy lòng quả nhiên hảo tâm có hảo báo trong cuộc sống tương lai la chấn giúp đỡ từ trạch vượt qua nguy cơ một lần lại một lần La Chấn: "Yên Nhiên, anh phải đi một chuyến, có thể thời gian sẽ hơi dài, em phải chăm sóc tốt bản thân." Yên Nhiên: "La Chấn ca ca, chờ huynh trở về chúng ta sẽ kết hôn, được không?" La Chấn: "Được, nhưng Yên Nhiên, chuyện lần này có thể hơi phiền phức, hơn nữa lần này ta phải đi về quốc, cho nên ngươi có thể sẽ không liên lạc được với ta." Yên Nhiên: "Nước Dê nghe nói trị an của quốc gia đó rất kém cỏi." la chấn đúng vậy nhưng ngươi yên tâm ta sẽ tự bảo vệ mình bốn ngày sau tin dữ truyền đến trong một lần bạo loạn nước dê la chấn bất hạnh mất mạng các người đều là kẻ lừa đảo anh la chấn từng nói chờ anh ấy trở về chúng ta sẽ kết hôn anh ấy nhất định sẽ bình an trở về các người đều là kẻ lừa đảo đều là kẻ lừa đảo giọng nhiếp yên nhiên càng ngày càng thấp đến cuối cùng ai cũng không nghe ra cô ấy nói gì ngay từ đầu tức giận lôi kéo cổ áo người báo tin đến cả người sụi lơ trên mặt đất, cả người đều không còn sinh khí, không còn tươi đẹp như trước kia. Yên nhiên. Yên nhiên. Đột nhiên nhíp yên nhiên cảm giác bị một cổ lực lượng thần bí lôi kéo, cả người càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, cuối cùng mất đi ý thức. Len Ken, hệ thống bé đáng yêu của ngươi lo dinh rồi. Ngươi là thứ gì? Ta không phải đồ vật, không đúng, ta là đồ vật, cũng không đúng ta rốt cuộc có phải hay không đồ vật a à? im miệng yên nhiên táo bạo hô lên vốn là tâm tình liền sụp đổ đột nhiên lại nghe được thanh âm kỳ quái lại càng phiền não hệ thống đột nhiên nhớ tới nó là muốn mang ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ta là nghịch tập hệ thống kiểm tra đo lường được nhiều cái tiểu thế giới bởi vì nam chủ nữ chủ tam quan bất chính sắp chạy tan ta đem mang ngươi đi hướng tiểu thế giới hoàn thành nhiệm vụ ta không đi ký chủ, suy nghĩ một chút đi. Chúng ta đã ngộ rất tốt. Hệ thống đáng thương nói. Nói xem, làm nhiệm vụ ta có thể được cái gì? Tiền, ta không thiếu. Thế, ta cũng có. Len Ken, kiểm tra đo lường được ký chủ có tiền có thế, thiếu một người yêu. Ký chủ, đi đến tiểu thế giới có thể gặp được người mình yêu nha. Người nói cái gì? Ta còn có thể nhìn thấy la chấn ca ca đúng vậy chỉ cần ký chủ đi đến tiểu thế giới hoàn thành nhiệm vụ hết thảy đều sẽ thực hiện vậy ta đi không nên gạt ta bằng không ta hủy đi ngươi nghịch tập hệ thống biết nhiếp yên nhiên nói là thật sự nếu như lừa nàng nó sẽ trả giá tất cả đại giới hủy đi hệ thống bất quá hắn không sao cả dù sao nó cũng không gạt ngươi tốt xin chủ ký sinh yên tâm chỉ cần ngươi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ gặp được hắn nhiệm vụ là gì nhíp yên nhiên hỏi ký chủ là như thế này ở rất nhiều tiểu thế giới có tam quan bất chính người đánh cắp vốn thuộc về người khác khí vận dẫn đến thế giới không cách nào bình thường vận hành cuối cùng chôn vùi nói cách khác rất nhiều khí vận con trai tử vong dẫn đến rất nhiều tiểu thế giới đều diệt vong mục tiêu của chúng ta chính là cứu vớt tiểu thế giới khí vận chi tử yên nhiên mang theo nghi hoặc hỏi đúng vậy sự hưng suy của tiểu thế giới liên quan đến khí vận chi tử khí vận chi tử là ai lại là bị ai đánh cắp khí vận thanh âm mang theo tức giận vang lên thật có lỗi ký chủ cái này chỉ có thể đợi đến tiểu thế giới mới có thể biết vậy được rồi đúng rồi hệ thống ngươi có tên sao tên không có hệ thống tên đều là do ký chủ đặt tên ký chủ có thể đặt tên cho ta vậy em nghĩ từ nhỏ em đã không biết đặt tên em phải suy nghĩ thật kỹ yên nhiên nói tốt mời túc chủ sửa sang lại cảm xúc chúng ta sắp xuyên qua đến tiểu thế giới thứ nhất chờ đã tôi có thể nói lời tạm biệt với bố mẹ tôi không sau tất cả tôi không biết khi nào tôi sẽ gặp lại họ túc chủ đừng lo lắng chúng ta tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm bên ngoài thời gian là tỉnh chỉ nói cách khác ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới hiện thực thời gian vẫn là cái này thời điểm, chỉ là có một số việc sẽ phát sinh cải biến. Tốt, hệ thống ngươi gọi là 66 đi. Hy vọng chúng ta hết thảy thuận lợi. Tốt, mời ký chủ chuẩn bị, xuyên qua đến ngược bắt đầu năm. 4 3 2 Một bắt đầu xuyên qua. Chương 2 Những năm 61 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. nhiếp gia thôn, dưới tàn cây đa đầu thôn. Các ngươi nghe nói chưa, tiểu nữ nhi yên nhiên của thôn trưởng bị người đẩy xuống nước. Ngươi đều là lão hoàng lịch, nghe nói nha đầu yên nhiên đến bây giờ còn chưa tỉnh. Lỗ lão đầu nói, nếu đêm nay không tỉnh thì chuẩn bị hậu sự đi. Thật hay giả, nghiêm trọng như vậy sao? Sao không nghe nói? Hoa đại tỷ, tin tức này của chị có đúng không? Hắc, chính tai ta nghe được lỗ lão đầu nói, ngươi nói có đúng hay không? mấy ngày nay em về nhà mẹ đẻ đã xảy ra chuyện gì sao nha đầu yên nhiên lại rơi xuống nước không khí đều an tĩnh mọi người không nghĩ tới còn có người không biết chuyện này vì thế mồng năm miệng mười bắt đầu nói thì ra nhiếp yên nhiên là hoa khôi thôn nhiếp gia thôn tính tình tốt bộ dạng xinh đẹp bằng cấp trung học phổ thông tuy rằng chưa từng xuống đất nhưng công việc trong nhà đều bị cô bao hết nhưng mà ba ngày trước lúc nhiếp yên nhiên đi bờ sông giặt quần áo rơi xuống nước không biết là trượt chân rơi xuống nước hay là bị người từ phía sau đẩy xuống dù sao thuyết pháp có rất nhiều bất quá theo như lời cháu trai tống gia yên nhiên là bị người đẩy xuống sông chính là không thấy rõ là ai hơn nữa cháu trai tống gia còn nhỏ rất nhiều người không tin may mắn mạng yên nhiên tốt được la chấn trở về thăm người thân cứu lên nhiếp gia không phải đang cùng thôn bên cạnh tôn gia có hôn ước sao cái này hẳn là không được đi cái này không biết bất quá dựa theo tôn gia bà nương kia đái tính nếu như môn hôn sự này thành yên nhiên nha đầu này liền phải chịu tội theo ta thấy còn không bằng không được đâu ai các ngươi nói là ai đem nàng đẩy xuống nước đây khá lắm hiện tại toàn bộ lão thái thái đều gãi đến tê dại đúng vậy là ai đẩy cô xuống đây tại sao lại đẩy cô ấy xuống có mục đích gì không cũng may những lão thái thái này cũng không có ý định truy cứu đến cùng dù sao bọn họ cũng chỉ là bác quái bác quái Không còn sớm nữa, mau về nhà ăn cơm, giải tán Tuy rằng người giải tán, nhưng nghi hoặc bị lưu lại trong lòng mỗi người Nhíp da lúc này, không khí trầm trọng Mọi người đều nhìn chầm chầm vào cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường Cầu nguyện kỳ tích có thể xảy ra Mắt thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô gái trên giường không hề có động tỉnh đàn ông có thể kiểm soát cảm xúc của mình, còn phụ nữ thì không thể. Đầu tiên là mẹ của nhiếp yên nhiên, lâm ngữ, khóc thành tiếng. Nhiên nhiên, con mau tỉnh lại đi, con mở mắt ra nhìn mẹ. Nàng ghé vào bên giường, không để ý đến mái tóc lộn xộn của mình, nàng chỉ muốn con gái mình mở mắt ra nhìn nàng. Ông trời ơi, nếu con làm sai điều gì, hãy trừng phạt con đi, đừng mang nhiên nhiên đi khỏi con. Chị cử động rồi, em nhìn thấy tay chị rồi, đứa trẻ nhỏ nhất kích động nói. Ngươi mở mắt nhìn nương. Nhíp yên nhiên vừa có ý thức liền nghe được rất nhiều thanh âm rất ầm ĩ, nàng muốn nói cho bọn họ đừng ầm ĩ, nhưng nàng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Phí hết tất cả khí lực, nếp yên nhiên rốt cục mở mắt. Nhiên nhiên, ngươi tỉnh rồi. Gia gia, nãi nãi, cha, nương, tiểu thúc, tiểu thẩm, ca ca, đại đệ đệ, tiểu đệ đệ, ta không sao các ngươi không cần lo lắng. nhiếp yên nhiên tại hôn mê thời điểm tiếp nhận một phần trí nhớ đối với những người nhà này cũng không xa lạ gì, thậm chí nàng có một loại đây chính là người nhà của nàng nghĩ cách. mỗi người đều tranh nhau biểu đạt sự quan tâm của mình, mồm năm miệng mười nói những lời quan tâm. lúc này đại gia trưởng nhiếp đại thụ lên tiếng: vợ cả ở lại chăm sóc nhiên nhiên, những người khác đi ra ngoài, không nên quấy rầy nhiên nhiên. ngày hôm sau. Nhiếp yên nhiên tỉnh lại trong tiếng gà trống kêu. Ở trong mộng, nàng tiếp thu toàn bộ trí nhớ của Tiểu yên nhiên. Trong ký ức, cô có một gia đình hạnh phúc, ông bà yêu thương, như một giấc mơ. Có chỗ nào không thoải mái không? nếp mẫu đẩy cửa ra phát hiện yên nhiên đã tỉnh, liền hỏi nàng. Mẹ, con không sao đâu. Trong lúc nói chuyện lơ đãng mang theo giọng điệu làm nũng. Nhiên nhiên, sau này em đừng ra bờ sông nữa lần này làm chúng ta sợ muốn chết. Niếp mẹ đã nói. Mẹ, lần này ngoài ý muốn, con cũng không nghĩ tới có người sẽ đẩy con xuống nước. Nhiếp yên nhiên nói. Con nói cái gì? Có người đẩy con xuống nước. Là ai? Mẹ không vòng qua được anh ấy. Niếp mẫu tức giận nói. Cho tới bây giờ bà vẫn cho rằng là con gái bà không cẩn thận rơi xuống nước, không nghĩ tới là có người cố ý đẩy con gái bà xuống nước vừa nghĩ tới con gái thiếu chút nữa không về được, bà làm sao có thể không phẫn nộ. Tôi không biết là ai, nhưng tôi cảm giác được sau lưng có người đẩy tôi một cái, tôi mới ngã xuống sông. Nhíp yên nhiên vừa nói vừa nghĩ, tôi ngược lại biết là tiền đại ni, bất quá lại không có chứng cớ. Có nên nói ra hay không đây? Quên đi, vẫn là chờ có chứng cớ rồi nói tiếp đi. Mẹ, con hơi buồn ngủ, muốn ngủ thêm một chút. Vậy nhiên nhiên, em nghỉ ngơi trước đi, em yên tâm chúng ta nhất định sẽ tìm ra người kia. Sau khi nhìn yên nhiên ngủ, mẹ nhiếp đi ra khỏi phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người có người đẩy nhiên nhiên, nhiên nhiên mới rơi xuống nước. Nói xong nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Lời này khiến cho nhiếp gia sóng to gió lớn, kỳ thật bọn họ đã nghe được bên ngoài truyền tin, chỉ là yên nhiên vẫn chưa tỉnh, bọn họ cũng không cho là thật, vẫn cho rằng yên nhiên không cẩn thận rơi xuống nước nhị ca nhiếp kiến đảng tính tình nóng nảy nắm chặt nắm đấm hỏi là ai tiểu mùi tính tình tốt như vậy chưa bao giờ cùng người khác phát xung đột rốt cuộc là ai có thể hay không động não heo của ngươi mỗi ngày đánh cái này đánh cái kia ngươi cho là ngươi rất lợi hại sao ngươi ngay cả là ai cũng không biết ngươi còn muốn đi đánh ai được rồi chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng chỉ cần làm qua liền khẳng định để lại dấu vết để lại Bất quá trước mắt quan trọng nhất là đợi lát nữa lão đại tức phụ cùng lão bà tử đi la gia cảm tạ ân cứu mạng của la chấn. Hai ngày trước yên nhiên không có tỉnh lại, cũng không nghĩ tới chuyện này, chúng ta cũng không thể để người ta nói nhảm. Bằng không mặc dù la gia không so đo, nhưng trong thôn khẳng định sẽ có lời đồn vong ân phụ nghĩa của nhiếp gia, đến lúc đó đối với bọn nhỏ đều có ảnh hưởng. Ông nội nhiếp gia nói. Vậy ngày mai chúng ta lấy 20 quả trứng gà, lại đem khối thịt khô kia mang lên La gia một chuyến, lão đại tức phụ, ngươi có thể không? Mẹ, con đi, tiểu tử La gia đã cứu con gái con, con nhất định phải cảm tạ hắn. Vậy được, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ về phòng nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa còn phải đi làm. Ông La lên tiếng cuối cùng. Mọi người gật đầu, trở về phòng. Lúc này, yên nhiên nghe xong toàn bộ quá trình nói chuyện rất là cảm động dù sao người trong nhà ngay cả hoài nghi cũng không có liền tin tưởng. Đồng thời, nàng cũng nghe được một cái tên khiến nàng kích động. La Chấn 66, có đó không? Có, ký chủ. La Chấn này, có phải là La Chấn ca ca của ta hay không? Có phải ta tìm được hắn rồi không? Đúng vậy, ký chủ. La Chấn này chính là con của vận mệnh thế giới này, cũng là một mảnh nhỏ của La Chấn ca ca ngươi. Ngươi nghĩ kỹ nên công lược hắn như thế nào chưa? Chờ ta suy nghĩ thật kỹ đi. Đợi lát nữa mẹ ta bọn họ muốn đi la gia, ta có phải hay không nên? Chương 3 Những năm 62 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sáng hôm sau, Nếp nải nải chuẩn bị xong 20 quả trứng gà, một khối thịt khô ướt chừng nửa cân, gọi Nếp phụ cùng Nếp mẫu chuẩn bị đi la gia cảm tạ la chấn nhíp yên nhiên nghe được thanh âm nhanh chóng xoay người ngồi dậy đối ngoại hô bà nội cha mẹ chờ con con cũng muốn đi nhiếp bà nội nghe được đồng tỉnh đi vào phòng nhìn yên nhiên còn ngồi ở trên giường nói nhìn nhiên nhiên à, a thân thể con còn chưa tốt đâu mẹ cùng cha mẹ con đi là được rồi con hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi được không bà nội thân thể con tốt hơn nhiều rồi con cảm thấy con đi cùng hai người càng có thành ý để con đi cùng hai người được không Ân bà nội con muốn đi cùng hai người, để con đi, được không? Muốn nói người nhiếp gia không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ yên nhiên làm nũng. Nhiếp yên nhiên vừa làm nũng, điểm mấu chốt của bọn họ chính là không có điểm mấu chốt. Yên nhiên thông qua trí nhớ biết được, đại pháp đối phó người nhiếp gia chính là làm nũng, người nhiếp gia đều chịu không nổi. Quả nhiên, làm nũng đại pháp vừa ra, nếp nải nải lập tức đầu hàng, liên tục đáp ứng, được, được, được nhiên nhiên muốn đi thì cùng đi. Yên nhiên. Vậy bà chờ cháu một chút, cháu đi thay quần áo. Được, con cứ từ từ, không vội. Chúng ta chờ con. Nói xong nhiếp gia nãy nãy liền đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, bà nội nhiếp gia sau khi biết liền nhớ tới bà vốn là muốn khuyên yên nhiên, để yên nhiên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, như thế nào mơ mơ hồ hồ liền đồng ý cho cô đi theo chứ. Nếp mẫu nhìn thấy mẹ chồng mình vẻ mặt chột dạ đứng ở ngoài cửa phòng con gái mình liền biết mẹ chồng mình khẳng định lại bị con gái mình lừa dối, đồng ý yên nhiên đi theo. Quả nhiên, sau khi nhiếp nải nãy nhìn thấy nếp mẫu, biểu tình chột dạ trên mặt lập tức biến mất. Con mẹ nó, ta cảm thấy để nhiên nhiên cùng chúng ta đi, như vậy càng coi trọng một chút, hơn nữa la chấn lớn lên rất tốt, còn là lính, nghe nói lần này sau khi trở về lại muốn thăng chức, để nhiên nhiên cùng chúng ta đi xem, không chừng đây chính là duyên phận của hai đứa nhỏ bọn họ càng nói càng cảm thấy ý nghĩ này rất hay đúng chính là muốn cho nhiên nhiên đi thăm la chấn vạn nhất coi trọng vậy cuộc sống sau này của nhiên nhiên cũng không cần lo lắng đúng đây chính là ý nghĩ của tôi mới không phải bởi vì chịu không nổi nhiên nhiên làm nũng mới đồng ý cho nhiên nhiên đi cùng chúng ta ý nghĩ của nhiếp nải nãy không ai biết nhiếp mẫu suy nghĩ một chút cảm giác ý nghĩ này rất tốt về phần la chấn có để mắt yên nhiên hay không vấn đề này mẹ chồng nàng dâu hai người đều chưa từng nghĩ tới trong mắt các nàng trừ phi la chấn mắt mù bằng không làm sao có thể chướng mắt yên nhiên chứ về phần hôn ước trên người yên nhiên mẹ chồng nàng dâu hai người đều lựa chọn quên lãng trong mắt bọn họ tôn kiến thiết không xứng với yên nhiên cho dù là thanh danh của hắn ở bên ngoài tốt nhưng loại thanh danh này luôn cảm giác rất không chân thật hơn nữa tôn gia thật sự quá nghèo bà tôn còn rất mạnh mẽ nếu sau này thật sự kết hôn yên nhiên khẳng định không có ngày lành. Cho nên ở nhiếp gia, ngoại trừ ông nội nhiếp đã định hôn ước, không ai coi hôn ước này là thật. Thậm chí các huynh đệ yên nhiên còn mỗi ngày muốn giải trừ hôn ước không đáng tin này, chỉ là vẫn không có cơ hội. Ông nội nhiếp và các anh trai nhiếp gia nghe nói như thế, rất muốn nói không cần, yên nhiên có thể ở nhà cả đời, các người muốn giữ yên nhiên cả đời, cô ấy đồng ý sao? Các người không sợ trong thôn những thứ này cô bảy gì tám nói chuyện phím, không sợ nhiên nhiên sau khi nghe xong nghĩ không ra sao. Nếp phụ và anh trai nhiếp gia còn chưa nói ra đã bị nếp mẫu hiểu rõ bọn họ chặn lại. Chúng ta cũng không nói gì à, nếp phụ nhỏ giọng lầm bầm. Nếp mẫu làm như không nghe thấy, đi tới cửa phòng yên nhiên, hỏi. Nhiên nhiên, được chưa? Được rồi cũng sắp ra rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đến La Gia, nếu không người La Gia đều đi làm. Được rồi, được rồi nói xong yên nhiên vội vàng từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy áo màu trắng yên nhiên phối hợp với váy hoa nhỏ, hai bím tóc rủ xuống trước ngực, trên mặt hơi trang điểm. Sữa, nương, ta khỏe rồi, chúng ta đi thôi. Đúng đúng, đi thôi, đi thôi, thời gian không còn sớm. Bất quá nhiên nhiên, chưa từng thấy con ăn mặc như vậy, thật đẹp mắt a, à, không hổ là con gái của mẹ. Nếp mẫu tự hào nói. Lúc này, la gia ngươi cái này xú tiểu tử, ngươi cũng 25 rồi, cho ngươi đi xem mắt ngươi không đi, cho ngươi mang đối tượng về nhà lại không có, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói, ngươi muốn làm gì? người khác 25 tuổi hài tử đều có thể đánh xì dầu, ngươi xem cùng ngươi lớn lên còn có hay không vợ hài tử người sao? Ta xem ngươi chính là muốn tức chết ta. Ngươi cái này nghịch tử, ta nói cho ngươi biết, năm nay ngươi không đem kết hôn, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. La Văn Chương, ngươi nhìn xem con trai của ngươi, hắn cố ý đi. À, cố ý muốn tức chết ta có phải hay không? Một cuộc hẹn hò. Mẹ, mẹ nói đạo lý một chút, con không kết hôn không phải bởi vì không gặp được người thích hợp sao, hơn nữa ngày đó con thật sự có việc, thật không phải cố ý không đi xem mắt. La chấn đau đầu nói, dù sao hắn cũng biết mẹ la vì hôn nhân đại sự của hắn mà hao tâm tổn trí, nhưng chuyện kết hôn này thật đúng là không thể chấp nhận hắn ở đơn vị làm việc thấy qua người không thích hợp miễn cưỡng ở cùng một chỗ cuộc sống trôi qua đó là lông gà đầy đất con thề lần sau con nhất định đi xem mắt tuyệt đối sẽ không vì những chuyện khác mà chậm trễ được không mẹ mẹ thương con nhất cũng không muốn con về sau không hạnh phúc con nhất định sẽ cố gắng cố gắng tìm một người vợ hiếu thuận với mẹ vừa nói vừa nháy mắt với cha la cha giúp một tay con sẽ không nói cho mẹ biết cha giấu tiền riêng đồ tiểu tử thối sao anh biết tôi giấu tiền riêng la phụ quá sợ hãi cái này ngươi không cần biết ngươi liền nói có giúp hay không la chấn đã tính trước hắn biết lần này ổn rồi dù sao la phụ cũng có một tay dỗ la mẫu tiểu tử thối ta có thể lựa chọn không đánh mắt xong cha la liền kéo mẹ la sang một bên không biết nói cái gì dù sao không bao lâu sau mẹ la mặt mày hớn hở, cực kỳ cao hứng. Được rồi, tên tiểu tử thối này. Lần này ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Lần sau còn dám thử như vậy nữa. Mẹ, mẹ yên tâm, con thề không có lần sau. La chấn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghĩ đến quả nhiên, chuyện dỗ vợ này, đồng chí lão la vẫn rất đáng tin cậy. Chuyện của La gia tạm thời kết thúc. Vậy Nhiếp gia lúc này thì sao? nhiếp mẫu các nàng vừa ra khỏi cửa liền bị ngăn cản, người ngăn cản bọn họ chính là tôn gia thôn bên cạnh cùng yên nhiên có hôn ước. Tôn mẫu nhìn thấy yên nhiên liền bắt đầu bới móc, dù sao nàng còn ảo tưởng thông qua chuyện lần này đắn đo yên nhiên, đắn đo nhiếp gia. Ờ, các con muốn đi đâu vậy? Tôn mẫu âm dương quái khí hỏi. Chương 4 Những năm 63 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio vợ chồng chúng ta cùng mẹ ta mang nhiên nhiên đi la gia nói cảm ơn dù sao la gia nhi tự cứu nhà ta nhiên nhiên một mạng tôn đại tẩu đây là có việc nhiếp mẫu hỏi tới mặc dù đối với tôn mẫu ngữ khí cảm thấy rất khó chịu nhưng là thủ qua tốt đẹp giáo dưỡng nhiếp mẫu vẫn là tâm bình khí hòa hỏi tới đây không phải là nghe nói yên nhiên bị một người đàn ông ôm đến xem tình huống sao tôn mẫu không chút khách khí nói các ngươi là muốn ta ở chỗ này nói hay là vào cửa rồi nói sau tôn đại tẩu, chúng ta nhiên nhiên là bị La Gia Nhi tử cứu, nhưng cũng không phải ở trong miệng ngươi nói như vậy đi. Còn có ngươi muốn nói cái gì? Ở chỗ này nói. Dù là tính tình tốt như nhiếp mẫu cũng có tức giận, dù sao nàng vốn là chướng mắt tôn gia, vẫn cảm thấy tôn gia có hôn ước ủy khuất con gái nhà mình. Hôm nay tôn mẫu nói chuyện không chút khách khí, càng làm nếp mẫu bất mãn. Cũng không có gì, yên nhiên tiểu nha đầu này coi như là ta nhìn lớn lên tôn gia chúng ta cũng không chê nàng không có trong sạch. Chờ nàng khá hơn một chút, chọn một ngày để cho nàng đi nhà của ta đi. Về phần lễ hỏi, một nữ nhân không có trong sạch sẽ sẽ không cần cho lễ hỏi, đồ cưới các ngươi cũng không cần cho nhiều, như máy ghi âm, chăn mền, đồ dùng trong nhà vân vân những thứ này phải có, còn có chính là tiền đặt đáy hầm phải cho nhiều một chút. Dù sao nàng là một nữ nhân không có trong sạch. Ngoại trừ tôn gia chúng ta không ai muốn nàng tôn mẫu càng nói càng thái quá còn kém nói thẳng để nhiếp gia của hồi môn một gia đình cúc ngươi cúc cho ta yên nhiên nhà ta không hiếm lạ không gả cho nhà ngươi nếp nãi nãi vừa nói vừa cầm chổi trong tay đánh tới bà nội bà làm sao vậy mau tới a cứu mạng a thì ra là nếp bà nội đột nhiên té xỉu lão bà tử lão bà tử ngươi tỉnh lại a người trong nhà nghe được bên ngoài động tỉnh đều đi ra Đừng cản nữa, mau đưa đến bệnh viện đi, người bên cạnh xem náo nhiệt cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhìn người nhiếp da đều hoang mang, vội vàng hô to. Dù sao bọn họ tuy rằng thích xem náo nhiệt, nhưng vẫn có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ. Đúng, đúng, mau đến bệnh viện. Cha mau đi mượn xe bò, lão nhị mau tới cổng mẹ con, mẹ đi lấy tiền. Vợ cả mang nhiên nhiên về trước. Rốt cuộc vẫn là ông nội con mới lấy lại tinh thần sau khi trải qua sóng gió. Gia gia con cũng muốn đi. Nhiên Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà chờ. Gia gia. Nhiên Nhiên nghe lời, ông nội con cùng cha con chú con không có thời gian chăm sóc con. Chúng ta liền ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức, được không? Được rồi. Yên Nhiên nghĩ, ta ở chỗ này không quen người lạ, đi theo còn phải bọn họ chiếu cố ta. Bây giờ bộ dạng này ta vẫn là không cần thêm phiền toái. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người nhiếp gia đang ăn bữa sáng không có tư không có vị. Đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, mấy người đứng lên nhìn, thì ra là bà nội nhiếp gia bọn họ đã trở lại. Mẹ nhiếp. Mẹ, mẹ không sao chứ, bác sĩ nói thế nào? Thím nhiếp. Mẹ, mẹ không sao chứ, có chỗ nào không thoải mái không? Nhiếp đại ca. Bà nội bà về rồi, không sao chứ? nhiếp nhị ca, bà nội, mau tới ăn cơm. yên nhiên, bà nội, bà không sao chứ? hôm qua làm cháu sợ muốn chết. em họ, bà nội, bà đã khỏe chưa? em họ, bà nội, tối qua bà đi đâu? cháu không thấy bà, rất nhớ bà. bà nhiếp, bà không sao, bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi. Nghe nói như thế, ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển hướng đi theo nhiếp nải nải phía sau nhiếp phụ cùng đám người, dù sao ngày hôm qua tình huống thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy, như thế nào cũng không giống là không có việc gì dáng vẻ. Nhiếp gia gia Bác sĩ nói, ngày hôm qua là tức giận công tâm, về sau hảo hảo nghỉ ngơi là tốt rồi. Đúng rồi, về tôn gia, các ngươi thấy thế nào? Mọi người liếc nhau. Cha, ý của cha là... Niếp mẫu cẩn thận hỏi. Dù sao tất cả mọi người đều biết tôn gia gia đối với nhiếp gia gia có ân cứu mạng, đây cũng là hôn ước tồn tại. Được rồi, ta biết các ngươi đều không coi trọng tôn gia, ta vốn nghĩ, tuy rằng cháu dâu tôn gia có chút không nói đạo lý, thế nhưng gia phong tôn gia là tốt. Ai biết lão tiểu nhị kia của ta sau khi đi, nhà hắn sẽ biến thành như vậy. Nhiên nhiên là cháu gái ruột của ta, ta còn có thể hại nàng sao? ân tình lớn hơn nữa cũng phải kém không nhiều lắm còn lại chờ sau này ta xuống dưới đất tự mình trả lão tiểu nhị kia là được tìm một cơ hội đem cuộc hôn nhân này lui đi mọi người liếc nhau đều thấy được đáy mắt đối phương hưng phấn dù sao bọn họ đã sớm muốn rút khỏi cuộc hôn nhân này bất quá sự tình sẽ thuận lợi như vậy sao ta cảm thấy tôn gia sẽ không dễ dàng từ hôn như vậy dù sao điều kiện nhà hắn đặt ở nơi đó đại ca mở miệng nói trước Mặc kệ bọn họ có lui hay không, dù sao nhà ta nhất định phải lui. Đi trước thử xem, nếu không lui thì nghĩ biện pháp. Nhíp phu nhân nói xong liền gọi con trai lớn con dâu chuẩn bị đi Tôn gia từ hôn. Bà nội, cháu đi với bà. Nhiên nhiên, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, chờ ngày mai chúng ta đi La gia mang theo ngươi, được không? Bà nội, bà vừa mới xuất viện, lại vì cháu đến Tôn gia mà cháu không yên tâm, trừ phi để cháu đi theo. Cái này được rồi để nó đi theo đi không cho nó đi nó cũng sẽ len lén đi theo ông nhiếp nói vậy được rồi nhiên nhiên nếu nghe được lời khó nghe gì thì đừng để ở trong lòng con là bảo bối cả nhà chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay bà nhiếp nói tôn gia lúc này đang ăn cơm tôn kiến thiết nương ngươi còn chưa nói ngày hôm qua đi nhiếp gia thương lượng thế nào bọn họ có phải cao hứng bừng bừng muốn đem nhiếp yên nhiên đưa tới hay không dù sao nàng ngay cả trong sạch cũng không có tôn mẫu đừng nói nữa một nhà bệnh thần kinh còn dám phóng tầm mắt không gả cho nhà chúng ta cũng không ngẫm lại ngoài trường nhà ta ai còn dám lấy lão thái bà bất tử kia còn té xỉu ta hoài nghi nàng là giả bộ càng nói càng tức giận tôn kiến thiết nương đừng tức giận, chờ sau này nhiếp yên nhiên vào cửa ngươi lại hảo hảo trút giận. Mẹ cháu. Mẹ không giận, mẹ chờ nhà họ cầu xin mẹ. Mau ăn cơm đi, lát nữa còn phải đi làm. Buổi chiều, người nhiếp gia đến. Tôn mẫu. Ờ, khách lại nha. Làm sao biết hôm qua nói sai? Nếu như các ngươi hảo hảo cầu một chút, ta cũng không phải không thể để nhiếp yên nhiên vào cửa. Nếp mẫu nhíu mày chúng ta tới cùng các ngươi thương lượng một chút chuyện từ hôn cái gì từ hôn ai muốn từ hôn nhà tôi không từ hôn nhíp yên nhiên bác tôn không phải nhà bác chướng mắt cháu cảm thấy cháu không còn trong sạch sao cho nên nhà cháu rất thức thời đến từ hôn có phải rất vui mừng hay không a à? tôn kiến thiết yên nhiên anh không chơi em sao em dám từ hôn anh Yên Nhiên. Ngại quá, cắt ngang một chút, hiện tại người của hai thôn đều biết em rơi xuống nước được cứu, nhà anh không có một câu quan tâm, ngược lại bởi vậy muốn không làm lễ hỏi không làm hôn lễ, còn muốn hồi môn. Nói xong, Yên Nhiên hạ giọng, nếu không là ngươi không đồng ý từ hôn, vậy chuyện ngươi cùng Tiền Đại Ni trong thôn chúng ta ở rừng cây nhỏ có thể sẽ truyền khắp cả trấn. Ngươi tự mình xem mà làm đi. Nói xong lui sang một bên. Chương 5 những năm 64. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôn Kiến Thiết sắc mặt khó coi nói. Mẹ, từ hôn. Tôn Mẫu vẻ mặt bối rối, cái này cùng ở nhà nói không giống nhau à, không phải đã nói bà sắm vai ác bà bà, nhi tử sắm vai chính nhân quân tử, cùng nhau đắn đo nhiếp gia sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi, cái này nên đi xuống như thế nào? Không đúng, hôn nhân này không thể lui, mặc dù ở trong lòng nàng nhi tử nhà mình thiên hảo vạn hảo, nhưng là nàng cũng biết, cùng nhiếp gia kết thân là nhà hắn trèo cao, bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ đè ép yên nhiên, hôn nhân này nếu lui, vậy đi đâu tìm một môn hôn sự như vậy? Nghĩ tới đây, nàng lớn tiếng hô. Nhi tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tự hôn, tự hôn cái gì? Không từ. Ta nói cho ngươi biết, ta không đồng ý, nhiếp yên nhiên, ngươi nói một câu nha. Ngươi một cái không có trong sạch cô nương, ngoại trừ nhà chúng ta nhà ai còn dám muốn ngươi. Nhíp yên nhiên. Không ai muốn tôi, người nhà tôi sẽ nuôi tôi, huống chi rời khỏi nhà cô tôi còn có thể tìm được người tốt hơn, cũng không biết tôn gia các cô còn có thể tìm được cô nương có điều kiện tốt như tôi hay không. Đừng đến lúc đó con gái tôi đã lớn, con trai bảo bối nhà cô còn không ai muốn. Dù sao trong phạm vi trăm dặm này ai cũng biết tôn gia có một con hổ cái, con hổ cái này quản chồng của mình không giống người, cuối cùng ngay cả chết cũng không thể sống yên ổn. Vô lý cũng phải quấy ba phần, là bà bà ác tiêu chuẩn. Cô nương nhà nào sẽ không muốn gả đến nhà như vậy? Tôn kiến thiết cô nói đúng không, ngoại trừ một người mắc mù nào đó hẳn là không ai nguyện ý cùng ngươi xử đối tượng đi, dù sao ngươi người này. Con! 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 Tôn mẫu chỉ vào yên nhiên nói không ra lời, tức giận đến choáng váng ân, mẹ của ta, mẹ của ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, đây là thái độ của ngươi đối với trưởng bối sao? Trưởng bối? Đây là trưởng bối nhà ai lại nói ra loại lời này, làm ra loại chuyện này? Tôn kiến thiết, đừng ép ta, nhẫn nại của ta là có hạn độ. Nếu không muốn ta nói ra một ít chuyện không tốt, ta khuyên ngươi nhanh chóng từ hôn. Được, từ hôn. Quả nhiên tôn kiến thiết đồng ý. Con trai, con nói cái gì? bà tôn quả thực không thể tin vào tai mình ta muốn nhìn xem ngươi rời khỏi ta còn có thể tìm được cái gì mặt hàng đang tức giận yên nhiên đem hắn giáng chức không đáng một đồng đồng thời hắn còn sợ yên nhiên nói ra chuyện của hắn cùng tiền đại ni rõ ràng mỗi lần cùng tiền đại ni hẹn hò đều là cẩn thận vạn phần như thế nào còn có thể bị nhiếp yên nhiên phát hiện đây hắn liền không hoài nghi lời yên nhiên nói bởi vì trừ hắn và tiền đại ni ra không ai biết hai người bọn họ quen biết nghĩ tới đây hắn đột nhiên cảm thấy có phải tiền đại ni nói lỡ miệng hay không. Bất quá hiện tại không phải lúc truy cứu những thứ này, việc cấp bách là phải ngăn cản yên nhiên nói ra chuyện này, bằng không thanh danh của hắn sẽ xong. Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là đồng ý từ hôn. Nhíp yên nhiên. Nam nhân của ta khẳng định so với ngươi mạnh hơn gấp trăm lần, thay vì quan tâm những thứ này, không bằng hảo hảo ngẫm lại chính ngươi đi. Tôn mẫu tuy rằng không muốn, nhưng bà luôn lấy ý nguyện của nhi tử làm chủ. Cho nên đến cuối cùng vẫn là tức giận bất bình đem hôn lui. Về nhà họ nhíp nhíp nải nải. Nhiên nhiên, con vừa mới nói là có ý gì? Tiểu tử tôn gia kia làm chuyện không xứng đáng với con. Yên nhiên. Không, ta đoán mò. Yên nhiên ở trong lòng yên lặng xin lỗi, dù sao cũng không có chứng cớ, trừ phi cần thiết, bằng không vẫn là không cần nói. Dù sao bà nội vừa mới xuất viện, vẫn là đừng kích thích bà. Sáng mai nhiên nhiên dậy sớm, chúng ta đến La Gia nói cảm ơn. Nghe nói tiểu tử La chấn dáng dấp lịch sự nhân tài. Ngươi có thể đi xem một chút. Nếp nãi nãi nói. Bà nội. Yên nhiên xấu hổ cười, chạy về phòng. Nhà đầu kia, còn biết thẹn thùng. Không biết ai nói một câu. Lúc này, trong phòng. Là chấn ca ca, ngày mai có thể gặp ngươi. Ngươi chờ ta. Nói xong tiếng vào mộng đẹp, mộng đều là ngọt ngào. Sáng sớm ngày hôm sau, người La Gia vừa mới rời giường liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Chị La, có nhà không? Ở đây, ở đây. Mẹ La vừa lớn tiếng đáp ứng vừa đi về phía cửa lớn. Ai vậy? Cách một tiếng cửa mở ra. Là thím nhiếp gia, mau vào đi. Hai người có chuyện gì sao? Mẹ La vừa dẫn người nhiếp gia vào trong phòng, vừa hỏi: "Đây không phải là cảm ơn nhà cậu đã tới sao, vốn nên tới từ lâu rồi. Chỉ là trước đó nhiên nhiên nhà tôi vẫn chưa tỉnh lại, hôm trước thật vất vả mới tỉnh, vốn định hôm qua tới, nhưng hôm qua tạm thời có việc trì hoãn. Tới hôm nay mới tới. Hy vọng cậu đừng trách. Nhiên nhiên nhà ta may mắn có được nhi tử nhà ngươi, bằng không nhiên nhiên của ta liền" nói xong nhiếp nải nải liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước yên nhiên nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng không biết sinh tử, nói nhất thời liền không nói nổi nữa. May mà có nếp mẫu tiếp lời. Tóm lại, phải đa tạ ân cứu mạng của con trai ông, sau này chỉ cần nhà ông có nhu cầu, chỉ cần tới tiền chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt. Đại ân đại đức không thể báo đáp, hiện tại chỉ có thể tán gẫu bày tỏ tâm ý. Nói xong đem đồ mình mang theo đưa qua. Mau đừng nói như vậy gặp phải loại chuyện này mỗi người đều sẽ đi cứu người huống chi chấn nhi nhà ta còn là quân nhân nếu hắn thấy chết mà không cứu vậy thì không xứng đáng với quân trang trên người hắn mau ngồi chấn nhi mau đi rót nước nào nào ngồi xuống nói la mẫu nói lúc này nàng nhìn thấy yên nhiên ngược lại không có ý nghĩ gì dù sao ở trong lòng nàng yên nhiên cùng tôn kiến thiết là có hôn ước nếp nải nải nếp di uống nước Lúc này La Chấn rót nước đi vào. Xoay người nhìn thấy Yên Nhiên, hắn cảm giác mình đối với Yên Nhiên nhất kiến chung tình, hắn phản phất thấy được kiếp trước kiếp này, liếc mắt vạn năm chính là như thế. Chấn Nhi, Chấn Nhi. La Mẫu kêu hai tiếng cũng không nghe được trả lời, nhìn không được nhìn về phía hắn. Phát hiện hắn nẫn người đối với Yên Nhiên, lúc này mẹ La vừa cao hứng vừa khổ sở, cao hứng chính là La Chấn rốt cục biểu hiện ra hứng thú đối với nữ nhân, bà từng cho rằng con trai mình thích nam nhân bằng không như thế nào mỗi lần xem mắt đều cho hắn chạy thoát khổ sở chính là yên nhiên có hôn ước tuy rằng còn chưa chính thức kết hôn nhưng ở nông thôn có hôn ước cùng kết hôn không có gì khác nhau người xưa nói thà phá mười tòa miếu không hủy một cuộc hôn nhân cô cũng không thể vì con trai mình mà hủy hoại hôn nhân của người khác hy vọng con trai mình có thể tự mình đi ra ngàn vạn ý nghĩ chỉ trong nháy mắt nhìn thấy con trai mình nhìn chầm chầm cô nương người ta, la mẫu nhìn không được động thủ véo hắn một cái. Đau đớn làm la chấn trong nháy mắt tỉnh táo. Sau khi tỉnh táo, hắn cảm giác được mình không lễ phép, chỉ có thể liên tục xin lỗi. La gia ca ca, ta muốn cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Yên nhiên cười nói. Tuy rằng cười, nhưng ánh mắt lại bán đứng cô, ánh mắt của cô rất phức tạp, có hoài niệm có nhớ nhung càng nhiều chính là vui sướng. Là chấn ca ca, ta rốt cục gặp lại ngươi, lúc này đây chúng ta sẽ không bỏ lỡ. La Chấn cảm giác ánh mắt yên nhiên nhìn hắn là lạ, giống như hoài niệm, giống như hồi tưởng, lại giống như vui sướng mất mà lấy lại được. Là ảo giác của hắn sao? Hắn rất xác định trước đó bọn họ cũng không quen biết, nhưng tại sao mình nhìn thấy cô lại đau lòng không hiểu sao, có lẽ không chỉ đau lòng hình như còn có ấy nấy còn có. Tóm lại rất phức tạp. Chương 6 những năm 60 năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chấn Nhi cứu người là trách nhiệm của hắn, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Các ngươi không cần để trong lòng, yên nhiên không sao chứ, ta nghe nói hôn mê mấy ngày rồi. La Mẫu mở miệng. Nghe La Mẫu nói yên nhiên hôn mê vài ngày, trong lòng La Chấn đau đớn, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Rõ ràng ngày đó cứu người thời điểm liền không có gì đặc thù cảm giác, cứu người cũng chỉ là thuận tay sự tình, tự như La Mẫu nói đồng dạng, hắn muốn xứng đáng trên người cảnh phục. Nhưng là hôm nay vừa thấy, cùng ngày đó cảm giác hoàn toàn không giống nhau, hắn cũng không biết mình làm sao vậy, hắn luôn sẽ đau lòng trước mắt cô gái này, ánh mắt có thể chạm tới chỗ đều là nàng. Giống như bọn họ quen biết đã lâu, anh thậm chí cảm thấy mình biết cô không thích uống nước quá ngọt, thích trong nước có vị ngọt nhàn nhạt, không thích ăn thịt mỡ thích ăn thịt nạc, không thích cảm nhận được ánh mắt của La Chấn, yên nhiên trong lòng nhảy dựng, 66, tại sao La Chấn ca ca lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hắn không phải không có trí nhớ kiếp trước sao? Ký chủ, ngươi chờ một chút, ta điều tra. Tra được, tư liệu biểu hiện nam chủ cùng nguyên chủ hoàn toàn không có cùng xuất hiện, hắn cũng không có trí nhớ kiếp trước. Vậy tại sao hắn? Có thể là kiếp trước tình cảm của các ngươi quá sâu đậm, hắn đem ngươi khắc ở sâu trong linh hồn la chấn ca ca làm sao vậy yên nhiên hỏi la chấn không có việc gì ngươi tên yên nhiên đúng không nhíp yên nhiên đúng vậy la chấn ca ca ngươi có thể gọi ta là nhiên nhiên la chấn được nhiên nhiên thân thể ngươi đã khá hơn chưa nhíp yên nhiên la chấn ca ca ngươi đừng lo lắng ta đã khỏe rồi Cha mẹ la gia trận mắt há hốc mồm nhìn con trai mình không coi ai ra gì cùng tiểu nha đầu nhiếp gia hàng huyên, quả thực cũng không nhận ra con trai mình, la mẫu nghĩ thầm đây là con trai mặt băng của ta sao? Sao tôi không biết anh ta có thể nói nhiều như vậy? Ngược lại người nhiếp gia đối với tình huống này vui mừng thấy thành tựu, nhào nhào liếc mắt nhìn nhau, đều biết hai người trẻ tuổi nhìn nhau. Kế tiếp bọn họ chỉ cần đem tin tức yên nhiên đã giải trừ hôn ước bất động thanh sắc nói cho La Gia là vạn sự đại cát, sau khi liếc mắt nhìn nhau, quyết định do nhiếp phu nhân lớn nhất mở miệng trước. Nếp nải nải. Cháu dâu la gia, thật sự là ngượng ngùng, vốn định hôm trước sẽ tới, bất quá thân thể của ta thật sự là không chịu thua kém, bị người khác một mạch liền vào bệnh viện. Ngày hôm qua lại xử lý một chút việc tư, lúc này mới chậm trễ đến hôm nay, kính xin ngươi đừng trách nha. Nghe được nếp nải nải nói như vậy, nếp mẫu ở trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao, trước tiên giải thích nguyên nhân sáng sớm hôm nay mới tới, lại khiến cho La Mẫu lòng hiếu kỳ, ví dụ như là ai tức giận. Như vậy liền thuận thế mà làm dẫn đến chuyện yên nhiên từ hôn, còn không cố ý, quả nhiên gừng vẫn còn cây. Quả nhiên, nghe được Niếp Nải Nải nói, tầm bát quái của La Mẫu thoáng cái đã bị dẫn ra, dù sao bát quái vô hại toàn cục là thiên tính của nhân loại. Mẹ La Không sao, không sao, vốn cũng không có nhiều chuyện, vẫn là thân thể quan trọng. Bất quá, là ai thất đức như vậy a? À? biết rõ yên nhiên đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, còn cố ý chọc giận lão nhân gia ngươi. Nhíp nải nải. Còn không phải tôn gia cái kia thất đức lão hổ cái, ở nhà đem chồng nàng quản một câu không dám nói coi như xong, ngày hôm trước vậy mà chạy đến trong nhà của ta đến, nói cái gì nhà của ta nhiên nhiên bị người ông qua, không có trong sạch, còn có chính là nhà hắn không chê, Nàng cũng không ngẫm lại nàng có cái gì mặt mũi ghét bỏ nhà của ta nhiên nhiên, còn muốn không ra lễ hỏi không làm hôn lễ tựu để cho nhà của ta nhiên nhiên đi nhà của nàng, cho nàng làm trâu làm ngựa. Còn sư tử há mộng muốn của hồi môn. Không cần mặt mũi nữa. Càng nói nếp nải nải cảm giác càng tức giận. Lúc này yên nhiên bỏ thêm một câu tôn kiến thiết và tiền đại ni ở trong rừng cây nhỏ, bị tôi phát hiện. La Phụ Mẹ La la chấn. Vậy cái gì là cái gì? Nếp nải nải. Nếp mẫu. Sao mẹ không nói sớm? Yên nhiên. Tôi chính là dùng cái này để tôn kiến thiết từ hôn. Mẹ nhiếp. Đợi lát nữa, con phát hiện lúc nào. Yên nhiên. Đại khái hơn một tuần trước đi. Kỳ thật nguyên chủ không có phát hiện, chỉ là lúc cô sửa sang lại nội dung vở kịch thì phát hiện. Nếp mẫu quả thực tức giận nghiến răng. Con phát hiện sẽ không nói với mẹ sao? À, không chừng lần này rơi xuống nước chính là do hai cậu nam nữ bọn họ làm. Yên nhiên mặc dù là tiền đại ni, nhưng nguyên nhân là tôn kiến thiết, nói là hai người bọn họ cũng không sai. Nương, đừng giận đừng giận, chờ về nhà nói tỉ mỉ với người. Nếp mẫu nhớ tới đây là ở La Gia, miễn cưỡng ngăn chặn tức giận trong lòng, hung hăng liếc yên nhiên một cái, con chờ cho mẹ, về nhà tính sổ với con. Mẹ nhiếp. Chị la, ngại quá, em thất lễ rồi. Mẹ la còn đang khiếp sợ, nhưng cũng không chậm trễ câu trả lời của bà. Không có việc gì, không có việc gì, mỗi người nghe được loại chuyện này đều sẽ phát hỏa. Vậy hiện tại yên nhiên từ hôn. Trong lòng la mẫu hiện lên một tia ý nghĩ, nhưng bị nàng đè xuống, dự định đợi lát nữa hỏi con mình rồi nói sau. Nếp nải nải lui lui ngày hôm qua liền vội vàng lui xem ra lần này là thật sự ổn mẹ la lui tốt lui tốt yên nhiên đáng giá hơn người tôn gia thật sự là mắt bị mù lúc này mẹ la càng nhìn yên nhiên càng hài lòng dáng dấp đẹp mắt trình độ học vấn cao tuy rằng không biết làm việc nhà nông nhưng nghe nói trong nhà ngoài nhà đều là cô thu dọn la gia bọn họ tìm vợ không cần biết làm việc nhà nông chỉ cần có thể chăm sóc tốt con trai nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép. Nếp nải nải. Tóm lại, hôm nay tới trước cùng các ngươi nói một tiếng cảm ơn, đồ vật không nhiều lắm, chỉ là một chút tâm ý, các ngươi nhận lấy, về sau có cần gì cứ việc nói. Hôm nay cũng không còn sớm. Sẽ không chậm trễ các ngươi đi làm. Còn giàu lớn, nhiên nhiên đi. Mẹ la. Thứ này ta thật không thể nhận, đây đều là con ta nên làm. Nếp mẫu ngắt lời nàng cái này có cái gì không thể thu hay là các ngươi ngại đồ ít đối với các ngươi mà nói có thể chỉ là tiện tay đối với nhiên nhiên chúng ta mà nói đây chính là ân cứu mạng thật sự à mẹ la được rồi vậy con nhận hay là ăn cơm ở nhà con nhíp nải nải không được không được chúng ta cũng phải trở về chuẩn bị đi làm mẹ la vậy các con đi đường chậm một chút sau khi người nhiếp gia đi rồi mẹ la gọi con trai đến bên cạnh mẹ la con à con cảm thấy yên nhiên thế nào lúc trước không nghĩ tới nó là bởi vì nó có hôn ước trong người hiện tại thì tốt rồi nó không có hôn ước nếu con thích mẹ sẽ tìm bà mối đi hỏi một câu nếu nhiếp gia đồng ý các con liền hiểu rõ thích hợp thì kết hôn dù sao con cũng không nhỏ yên nhiên xứng với con là dư giả ngược lại là con không xứng với nó. Con suy nghĩ kỹ đi. Chương 7 Những năm 66 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hắn không tin mẫu thân của mình không có nhìn ra đến tâm tư của mình, nhưng là nhìn ra còn cần hỏi sao? Gọi tôi làm gì? Mẹ la bình tĩnh hỏi. Sau đó cố ý nói. Ồ ta biết rồi, ngươi không coi trọng đúng không? Vậy ta sẽ không đi tìm người hỏi, ta đi tìm bác gái vương của ngươi giới thiệu cho ngươi một người khác, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, bác gái vương của ngươi chính là bà mối nổi danh gần đây, người bà ấy quen biết đều có thể đi vòng quanh trấn chúng ta ba vòng, cao thấp mập gậy, các loại hình đều có. Lại để cho nàng giới thiệu cho yên nhiên tiểu cô nương kia một người tốt, ít nhất phải có công việc, dáng dấp tốt, người trong nhà dễ ở chung. Ngươi nói đúng không? Khó có được cơ hội nhìn con trai mình chê cười, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Theo lời La Mẫu, sắc mặt La Chấn từ đỏ chuyển xanh, từ xanh chuyển trắng. Cuối cùng chuyển thành bình tĩnh. Nghe đến cuối cùng, hắn cũng biết La Mẫu đã nhìn ra tâm tư của hắn, chỉ là muốn nhìn hắn chê cười mà thôi. Nương, người đi tìm người hỏi nhiếp gia đi. La Chấn sau khi nghĩ kỹ, dùng giọng điệu rất bình thường nói. Cái này không tốt, dù sao con cũng không coi trọng con gái người ta. Mẹ La nghẹn cười nói. Nương ta coi trọng, cũng không biết nàng có để ý ta hay không. La chấn nhỏ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy không tự tin. Mẹ La nghe ra sự không tự tin trong câu nói của anh, nhất thời đau lòng. Nàng hiểu rõ nhi tử của mình, từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ đều là tự tin thông dong, có thể nói nàng chưa từng thấy qua hắn lo được lo mất như vậy. "Con trai à, con xem, tuy rằng điều kiện nhiếp gia tốt, nhưng là gia ta cũng không kém, còn có tiền lương." Mỗi tháng đều có thể trợ cấp gia đình. Sắp được thăng chức, tiền đồ bất khả hạn lượng. Là gia ta cũng không có thân thích khó chơi. Con xem, ưu thế của con trai ta có rất nhiều, nhiếp gia làm sao có thể chướng mắt con chứ. Nhưng mà, mẹ, cho dù là như vậy, nhưng con làm công an, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhiệm vụ, trong quá trình làm nhiệm vụ, bất cứ chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính cô ấy, nếu con có vạn nhất điều này không phải sẽ làm chậm trễ cô ấy sao la chấn càng nghĩ càng cảm thấy anh và yên nhiên không thích hợp dù sao yên nhiên vừa nhìn chính là cần được sủng ái nhưng tính chất công việc của anh quyết định vợ tương lai của anh sẽ rất vất vả con trai trước tiên con đừng suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ con suy nghĩ một chút nếu yên nhiên gả cho người khác vì người khác sinh con dưỡng cái con có thể chấp nhận không ta được rồi ta đi nấu cơm ngươi suy nghĩ thật kỹ nếu ngươi không muốn bỏ lỡ vậy buổi tối ta đi tìm vương đại tỷ nhờ nàng đi giúp chúng ta hỏi một chút nếu ngươi cảm thấy không sao cả như vậy coi như xong mặt khác ta nhắc nhở ngươi một chút thời gian ngươi suy nghĩ không nhiều lắm đừng nói cho ngươi biết ngươi còn có vài ngày nghỉ ngươi có thời gian nhưng yên nhiên người ta cũng sẽ không chờ ngươi chậm nhất là ngày mai tin tức nàng từ hôn sẽ truyền khắp nơi đến lúc đó người đến nhà nàng cầu hôn sợ là muốn bước phá ngưỡng cửa nhà nàng dù sao nàng không chỉ có điều kiện gia đình tốt điều kiện bản thân cũng tốt mấy năm nay không phải là người không muốn cưới nàng chỉ là trước nàng có hôn ước tất cả mọi người đều đem tâm tư đặt ở đáy lòng hiện tại nàng không có hôn ước tâm tư bọn họ khẳng định lại toát ra ngươi tự mình nghĩ cho rõ ràng nói xong la mẫu đi vào bếp phòng nấu cơm la phụ yên lặng đi tới bên cạnh la chấn con trai con chưa bao giờ sợ hãi tại sao phải trì hoãn hạnh phúc hiện tại vì những gì chưa xảy ra chỉ cần con nói rõ tình hình ngay từ đầu làm thế nào để chọn cô ấy là được tại sao phải tự tìm phiền não con phải suy nghĩ cho kỹ dù sao bỏ lỡ chính là bỏ lỡ bỏ lỡ hối hận cũng vô ích trên thế giới này không có thuốc hối hận đúng nha ta nếu như không đi tranh thủ một chút vậy sau này nhất định sẽ hối hận cùng lắm thì sau này cố gắng một chút để cô sống tốt hơn tự tại hơn cho dù thất bại cũng sẽ không hối hận nghĩ tới đây hắn vọt vào bếp phòng nói với mẹ la mẹ phiền mẹ đi tìm bác gái vương hỏi giúp con nếu nhiếp gia đồng ý con muốn ở chung với nhiên nhiên trước để bà ấy hiểu con được xong việc thì đi nhưng mà con lại nghĩ thông suốt nhanh như vậy mẹ còn tưởng rằng con sẽ suy nghĩ thật lâu mẹ la nói mẹ, con đã nghĩ rồi, nếu con không đi tranh thủ một chút, sau này nhất định sẽ hối hận. Con đi tranh thủ, cho dù thất bại cũng không tiếc nuối. Là chấn kiên định nói. Được, được, được. Con trai tôi tốt như vậy, nhiếp gia làm sao chướng mắt được, tôi chỉ chờ uống trà vợ thôi. Mẹ la cười ha hả nói. Về đến nhà nhiếp gia đem yên nhiên vây quanh ở giữa, do nhiếp mẫu hỏi trước. Nhiên nhiên, Ngươi nói tôn kiến thiết cùng tiễn ni là chuyện gì xảy ra, ta nói ngày hôm qua ngươi như thế nào nói như vậy đâu, ngươi như thế nào không nói cho chúng ta a? À? Yên nhiên. Mẹ, chủ yếu là con cũng không có chứng cớ, con chỉ là ngày đó ở trong rừng cây nhỏ thấy được một thân ảnh quen thuộc, thẳng đến ngày hôm qua con mới xác định được. Con nghĩ dù sao cũng không có chứng cớ, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, liền không nói. Mẹ con không phải cố ý gạt các người bà nội nhiếp. Tiểu ngữ, con đi giúp em dâu con. Để mẹ nói với nhiên nhiên. Niếp mẫu. Vâng, mẹ. Vậy con đi trước. Chỉ cần ngươi nói chúng ta liền tin tưởng, lần sau cũng không thể như vậy, có chuyện gì liền phải nói ra. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là tin tưởng ngươi, nếu như chúng ta sớm biết tôn kiến thiết là người như vậy, hôn ước của ngươi đã sớm lui, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không bị người đẩy xuống nước. Ngươi nói đúng không? Yên nhiên. Bà nội không có lỗi. Con không phải cố ý gạt. Sau này con nhất định sẽ không gạt hai người. Bà nội nhiếp. Được, bà nội tin yên nhiên. Lát nữa chúng ta còn phải đi làm, lát nữa con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đang nói thì giọng thím nhiếp truyền đến. Cơm xong rồi, mau tới ăn cơm đang định cùng bà nội nói một chút là tiền đại ni đẩy yên nhiên của mình nghe được thanh âm của thím hai, đem lời đến bên miệng nuốt xuống. Ta vẫn là ăn cơm rồi nói sau, nếu tiền đại ni coi trọng tôn kiến thiết tên cặn bã kia, không bằng đem bọn họ đưa làm một đống quên đi, đỡ tai họa cho người khác. Lát nữa sẽ bàn bạc với bà nội. Mẹ nhiếp. Nhiên nhiên, ngốc cái gì vậy? Tới ăn cơm. Thím hai con cố ý làm canh trứng gà cho con, trên đó còn bỏ mỡ heo màu tới ăn đi yên nhiên được nương ta tới đây yên nhiên bà nội chờ cơm nước xong cháu nói với bà một chuyện vừa nói vừa chia canh trứng gà vào trong bát của mỗi người chúng ta cùng ăn các ngươi không ăn ta cũng không ăn người nhiếp da tỏ vẻ nhiên nhiên nhà chúng ta chính là tri kỷ như vậy nhiên nhiên con muốn nói gì nói ra chúng ta cùng nghe một chút. Nghĩ đến vừa rồi yên nhiên nói muốn cùng mẹ chồng mình nói chuyện, nếp mẫu liền hỏi. Yên nhiên. Bí mật. Nói xong cười ngọt ngào. Chương 8 Những năm 67 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bà nội nhiếp. Nhiên nhiên có bí mật gì muốn nói với bà nội chứ? Yên nhiên. Bà nội, cháu nói với bà một chuyện, bà đừng nóng giận bà nội nhíp con nói đi yên nhiên bà nội lúc con bị đẩy xuống hình như thấy được bóng dáng tiền đại ni con nghi ngờ là cô ấy đẩy con xuống nước lúc trước con không biết chuyện cô ấy và tôn kiến thiết không nghĩ nhiều bây giờ nghĩ lại bóng dáng kia chính là cô ấy bà nội nhíp là cô ấy chẳng lẽ chính là vì tiểu tử tôn gia kia cô ấy muốn mạng của anh sao nhíp yên nhiên rất có thể, dù sao tiền gia và nhiếp gia chúng ta không có cách nào so sánh, tiền đại ni cũng không có cách nào so sánh với ta. Nếu như không phải xảy ra những chuyện này, tôn gia kia khẳng định sẽ không từ hôn, nếu như nàng muốn gả vào tôn gia biện pháp tốt nhất chính là ta xảy ra chuyện ngoại ý muốn. Bất quá nàng có thể không nghĩ tới ta sẽ được la gia ca ca cứu. Bây giờ con mới nói ra, hơn nữa còn là một mình tìm ta nói, hẳn là có ý kiến đi. Yên nhiên bà nội con nghĩ như vậy đi tìm tiễn đại ni chắc chắn cô ấy sẽ không thừa nhận không bằng trói cô ấy lại với tôn gia bà cảm thấy thế nào níp nải nải tiện nghi như vậy sao tuy rằng tôn gia nữ nhân kia không phải hàng tốt bất quá tôn gia tiểu tử kia cũng không tệ lắm chỗ nào không tệ tự tư tự mãn kiêu ngạo tự mãn dối trá đến cực điểm khuyết điểm nói cũng không hết ưu điểm duy nhất chính là thanh danh tương đối tốt bất quá thanh danh của hắn vẫn là giả yên nhiên ở trong lòng yên lặng nghĩ bà nội con cảm thấy tôn kiến thiết không phải là người tốt níp nải nải nói như thế nào yên nhiên nếu như hắn là một người tốt vậy làm sao có thể lúc chúng ta còn có hôn ước liền cùng tiền đại ni quấy cùng một chỗ đừng nói cái gì kìm lòng không đậu cùng ta không có tình cảm các loại nếu như hắn thích tiền đại ni hắn hoàn toàn có thể trước tiên giải trừ hôn ước của chúng ta tại cùng tiền đại ni đối tượng nhưng là hắn một bên hoàn toàn không có nghĩ tới giải trừ hôn ước một bên lại cùng tiền đại ni không rõ ràng đây chính là vấn đề nhân phẩm hơn nữa tuy rằng thanh danh của hắn rất tốt nhưng là ta chưa từng thấy qua hắn làm qua một chuyện tốt thanh danh của hắn sợ không phải thổi ra đi níp nải nải hình như cũng vậy vậy ý của con là mấy ngày nay con chịu khổ liền uổng phí yên nhiên tôi không muốn chịu tội vô ích nhưng chúng tôi cũng không có chứng cứ nếp nải nải việc này con đừng quản dù sao mẹ cũng sẽ không để cho con chịu khổ vô ích nói xong nếp nải nải liền đi ra ngoài yên nhiên nhất thời cũng không biết nhiếp phu nhân có ý gì quên đi dù sao bà nội cũng sẽ không hại con yên nhiên nghĩ ban ngày ta không cần đi làm không bằng lên núi xem một chút. Nghĩ đến liền làm, cô cùng người nhiếp gia chào hỏi, trên lưng đeo gùi nhỏ liền lên núi. Trên đường đi gặp vài người già trong thôn, vội vàng chào hỏi. Đến trên núi, nàng phát hiện có thể ăn đồ vật đều không có, cũng là ở niên đại này nhà nhà đều nghèo, làm sao có thể sẽ buông tha trên núi đồ vật đây. Nàng tiếp tục đi lên núi, trong trí nhớ của nguyên chủ, trong một khe núi trong núi có một ít trâu dại vẫn không ai phát hiện nếu vận khí tốt còn có thể có gà rừng và trứng gà dại bây giờ cô định đến đó xem sao dọc theo đường đi một chút dừng một chút xuyên qua con đường nhỏ hẹp vòng qua tảng đá khổng lồ cuối cùng cũng tới cô vừa nhìn quả nhiên trí nhớ liền không có sai lầm nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên cùng núi bên ngoài hoàn toàn không giống nhau nơi này xanh biếc dạt dào sinh cơ bừng bừng yên nhiên biết rau dại không nhiều lắm Bất quá nơi này vẫn có rất nhiều cô biết, khi cô đang đào rau dại, bên tai truyền đến tiếng ung ục. Ánh mắt nàng sáng lên, thanh âm này nàng nhận ra, đây là thanh âm gà rừng. Nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn chung quanh, phát hiện cách nàng không xa bay ra hai con gà mái hoang dã. Hiển nhiên hai con gà rừng này cũng phát hiện ra nàng, kêu ung ục bay đi. Yên nhiên cũng không thất vọng, xem tình hình này phụ cận khẳng định có trứng gà dại. Cô vội vàng đi đến chỗ gà rừng vừa mới đi ra kiểm tra, quả nhiên không ngoài sở liệu phát hiện một ổ trứng gà dại lớn, tổng cộng sợ là có hơn 50 cái. Trước tiên cô lót một tầng rau dại thật dày trong sọt, sau đó bỏ trứng gà vào, cuối cùng lại bỏ rất nhiều rau dại lên trên trứng gà. Đeo gùi về nhà. Yên nhiên đây là lên núi sao? Đúng vậy, lên núi đào chút rau dại. Yên nhiên, em khỏe chưa? Tốt hơn rồi, bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi. Yên nhiên, em đào rau dại ở đâu vậy? Nhiều như vậy. Ta đào nhiều lắm, nhưng không biết có thể ăn hay không, định mang về cho mẹ ta xem. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều người, cũng là hiện tại vừa mới hạ công. Ngươi khẳng định nhiều. Nhiên nhiên, con đã trở lại. Sao đào nhiều như vậy? Nếp nải nải từ xa đã nhìn thấy yên nhiên. Nào, đưa cái gùi cho ta yên nhiên. Bà nội, không nặng. Con tự làm. Về nhà cho bà một niềm vui bất ngờ, hắc hắc. Bà nội nhiếp. Thật sự không cần tôi cổng sao. Yên nhiên. Không cần, em cố ý đeo gùi, hắc hắc. Nếp nải nải. Vậy được rồi, mệt mỏi thì phải nói. Yên nhiên. Ừ, sau khi về đến nhà, yên nhiên đem rau dài phía trên cùng lấy ra lộ ra phía dưới trứng gà, tiểu đường đệ trước hết phát hiện, nhìn không được kêu lên thật nhiều trứng gà. Vừa dứt lời, đã bị anh trai hắn che miệng lại. Đừng kêu, nếu không lát nữa cậu sẽ không thể ăn trứng. Nhíp kiến hoa nhỏ giọng uy hiếp nhíp kiến quân. Yên nhiên ở bên cạnh che miệng cười trộm, nhíp kiến hoa ở thời đại đó của nàng còn là một tiểu hài tử, ở chỗ này đã là một tiểu người lớn. Nhiều như vậy, bình thường cũng chỉ nghe nói có người nhặt được một cái, nhiều nhất ba cái vận khí của ngươi nghịch thiên rồi yên nhiên không để ý đến hắn đi tới bên cạnh nhiếp bà nội nói bà nội bà xem cháu nhặt được rất nhiều trứng gà cháu có lợi hại không yên nhiên của ta đương nhiên là lợi hại nhất trứng gà này giữ lại cho ngươi chậm rãi ăn ha nếp nải nải từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần trả lời vấn đề của yên nhiên yên nhiên bà nội đây là lần đầu tiên cháu nhặt được trứng gà chúng ta cùng ăn nhé, được không? Được rồi, được rồi. Đúng rồi, nghe tin đồn bên ngoài chưa? Niếp nãy nãy hỏi. Không có a, à, lúc ta trở về chỉ là cảm giác người nói chuyện với ta hơi nhiều. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Yên Nhiên tò mò hỏi. Cô đoán khẳng định có quan hệ với cô, nếu không bà nhiếp sẽ không hỏi cô. Nhưng cô không nghĩ ra có tin đồn gì có thể liên quan đến cô đây dù sao từ trong trí nhớ của nhiếp yên nhiên mà xem, thanh danh của nàng vẫn rất tốt, cho dù là nàng không đi kiếm điểm, cũng không có ảnh hưởng thanh danh của nàng. Sau khi nàng tới đây, tổng cộng chỉ ra cửa hai lần, một lần đi la gia, còn có chính là xế chiều hôm nay lên núi. Nghĩ thế nào cũng không có chuyện gì có thể để cho những đại nương này thảo luận chứ. Hay là đã xảy ra chuyện gì cô không biết, thật tò mò a. À? Chương 9 Những năm 68 bạn đang nghe tại truyện.audio nếp nải nải thần bí cười nói Con đoán xem Bà nội, con đoán không được nha Con đoán là cùng con có chút quan hệ Bất quá con cũng không có làm cái gì nha Ta biết ngươi khẳng định đoán không ra Kỳ thật cùng ngươi có chút quan hệ Nhưng là quan hệ không lớn Hôm nay trên thôn chúng ta có một ít lời đồn Đã là tôn gia tiểu tử cùng tiền gia thiếu đạo đức Đến bốc khói kia ở phía sau núi xảy ra tranh chấp sau đó tôn gia tiểu tử không cẩn thận nói ra thân thể tiền đại ni đã cho hắn. Vốn cũng không có gì, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ. Vốn cũng không ai chú ý, nhưng mà, hết lần này tới lần khác vương đại nương của thôn ủy cũng lên núi, vừa vặn không khéo vừa vặn nghe được. Vốn còn muốn đợi sau khi tan việc đi tìm vương đại nương trò chuyện một chút chuyện tôn kiến thiết cùng tiền đại ni. Thật không ngờ, ác nhân tự có ác nhân. Ta còn chưa kịp hành động, bọn họ chính mình đã bại lộ trước. Ha 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 ha. Nếp nải nải cười ha ha nói. Yên nhiên. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi không? Bà nội nhiếp. Cô gái ngốc này. Cô nghĩ xem trước khi xây dựng tôn kiến thiết có thân phận gì. Hắn còn có thân phận đặc biệt gì sao? Tha thứ cho yên nhiên, nàng thật sự quên mất chuyện nàng và tôn kiến thiết từng có hôn ước dù sao nàng vừa tới không tới vài ngày liền giải trừ hôn ước. Trong lòng nàng, vị hôn phu vẫn chỉ có một người, đó chính là La Chấn. Nếp nải nải không nói gì. Lúc trước anh ta là vị hôn phu của cô. Cô không nhớ rõ sao? Ha ha, đây không phải trong khoảng thời gian ngắn đã quên sao? Yên nhiên chột dạ. Vậy những ông bà nội trong thôn này, các đại nương xảy ra chuyện gì? cảm giác được hôm nay bọn họ đối với ta rất tốt nhưng lại có chút là lạ đó là bởi vì bọn họ cho rằng con bị tôn gia lừa gạt khẳng định rất khổ sở dù sao con cũng là bọn họ nhìn con lớn lên bọn họ thương con lắm được rồi thì ra là như vậy được rồi đi nghỉ ngơi một lát lên núi mệt rồi lần sau để anh con đi với để anh ấy giúp con cổng đồ đừng a à, bà nội cháu không mệt cháu còn muốn biết tôn gia cùng tiền gia nói như thế nào đây bà nội tốt bà liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cháu gái đáng thương của bà đi bà nội được rồi được rồi cuối cùng tiền đại ni nhất định là muốn gả cho tôn kiến thiết cũng không biết lễ hỏi nói như thế nào dù sao hiện tại lời đồn vừa mới xuất hiện hai nhà còn chưa kịp thương lượng hai nhà cũng không phải dễ nói chuyện việc này a à, còn có náo loạn nữa tiểu nha đầu này cũng đừng hỏi mò a à, được rồi. Yên nhiên nghĩ thầm, ngươi không cho ta hỏi thăm ta liền lặng lẽ hỏi thăm. Bất quá lấy tính cách chết đòi tiền của mẹ tiền đại ni cùng tư tưởng con gái đều là hàng bồi thường tiền, phỏng chừng cần lễ hỏi sẽ không ít. Tuy rằng hổ mẹ tôn gia cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng đến cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp. Dù sao bà cũng coi trọng con trai mình, không thể để nó bị cáo dở trò lưu manh. Không phải việc của tôi. Là chấn ca ca mới là điều ta nên quan tâm, Ta làm sao thu hút sự chú ý của hắn đây? Sáng hôm sau, người nhíp gia thu dọn xong xuôi, vừa mới chuẩn bị ra cửa, chợt nghe thấy tiếng gọi cửa. "Thím Nhiếp, thím Nhiếp, có nhà không?" "Ở đây, ai vậy?" "Cửa không đóng vào đâu." Mẹ Nhiếp trả lời. "Chị Nhiếp, là em nha. Là Vương Mùi Tử a, khách lạ a, trận gió nào đem ngươi thổi tới?" Thì ra là phụ cận nổi danh bà mối trải qua nàng giảng hòa mỗi một đôi vợ chồng đều là hòa hòa mỹ mỹ. Cho nên mọi người xung quanh đều thích tìm cô làm mai. Cũng không biết lần này nàng tới là có chuyện gì. Chẳng lẽ là la gia bên kia? Sẽ không nhanh như vậy chứ? Nhiếp mẫu vừa nghĩ vừa mời nàng ngồi xuống, nhiên nhiên, mau đi rót cho dì vương chén nước. Nương, em gái vương gia tới rồi. Được, nương. Yên nhiên trả lời một tiếng, Đi vào phòng bếp rót một ly nước đi ra. Dì Vương, dì uống nước đi. Bà mối Vương. Hảo hảo, đây chính là yên nhiên A, à, bộ dạng thật tốt, con chịu khó. Mẹ nhiếp, Ôi, con đừng khen nó nữa. Đợi lát nữa đuôi nó vẫn lên trời rồi. Bà mối Vương. Tiểu cô nương vốn rất ưu tú. Đương nhiên phải khen nhiều rồi. Lúc này nếp nải nải đi tới cháu gái lớn tới rồi. Vương bà mối. Nếp thẩm tử, ta nghe nói ngươi hai ngày trước đi bệnh viện, không có việc gì chứ. Nếp nải nải. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là lớn tuổi, thân thể không dùng được. Bà mối vương. Ờ, nếp thẩm tử không thích nói như vậy. Ngươi phải bảo trọng thân thể. Sau này còn phải ông cháu trai. Sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề nhiếp nải nải. Vậy cho con mượn các ngôn. Ha 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 ha. Mẹ nhiếp. Em Vương, hôm nay em tới là có chuyện gì sao? Bà mối Vương. Thật đúng là có một chuyện nhỏ như vậy. Nhiếp nải nải. Chuyện gì? Nói xem. Bà mối Vương. Là chấn của La Gia, các người biết không? Nhiếp nải nải nhiếp mẫu liếc nhau, cảm thán tốc độ La Gia. Biết, sao lại không biết, mấy ngày trước nhiên nhiên nhà ta còn nhờ có hắn, nếu không ta sợ là phải người tóc trắng tiễn người tóc đen rồi. Bà Mối Vương. Ờ, hai người bọn họ thật đúng là có duyên phận a, à, là như vậy, đêm qua đệ muội La Gia tới tìm ta, nói là muốn ta giúp đỡ đứa nhỏ La Chấn kia hòa giải với Yên Nhiên một chút. Đứa nhỏ La Chấn kia đi, có công việc là ở trong thành phố làm công an, chính là có đôi khi có thể ra nhiệm vụ, không ở nhà làm người chính trực thiện lương, ưu điểm có rất nhiều, khuyết điểm cũng có một ít. Nhưng hoàn cảnh gia đình đơn giản, các ngươi xem có thể coi trọng hắn hay không? Niếp nải nải. Đây là ý la gia hay là ý la chấn? Ngươi cũng biết, yên nhiên nhà ta những thứ khác đều tốt, chính là sẽ không làm việc nhà nông cùng vừa mới lui hôn. Ta không hy vọng bọn họ sẽ để ý, nếu như bọn họ để ý, ta đây không ngại nuôi cháu gái ta. Bà mối vương xem thím nói lời này. Nếu bọn họ đều hài lòng, ta cũng không thể đi chuyến này, không phải sao? Ý La Gia là nếu các ngươi nguyện ý, để cho hai tiểu nhân ở chung trước. Hiểu rõ sau đó đính hôn kết hôn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu các ngươi nguyện ý, ta bảo tiểu tử La Gia ngày mai tới cửa. Niếp nải nải. Nhiên nhiên, đây là chung thân đại sự của con, con quyết định. Mặc kệ con quyết định thế nào, con nhớ kỹ chúng ta đều ủng hộ con yên nhiên vậy theo ý bọn họ ở chung trước thích hợp tiếp tục đi bà nội mẹ các người cảm thấy thế nào chúng tôi cảm thấy có thể bà mối vương được vậy ngày mai ta bảo hắn tới đón yên nhiên đi dạo trấn một vòng bà nhiếp được con phải làm phiền cháu gái lớn con hao tâm tổn trí bà mối vương được Vậy bây giờ tôi trở về nói với bọn họ. Mẹ nhiếp. Đừng nóng vội, ngồi thêm chút nữa đi. Không không không, sau này có rất nhiều cơ hội. Bây giờ ta về trước, các ngươi dừng bước. Ta phải về nói cho bọn họ biết tin tức tốt này, sợ là bọn họ vẫn đang chờ. Nói xong liền đi ra ngoài. Vậy ngươi đi thông thả. Chương 10 Những năm 69 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, La Chấn liền khẩn cấp đứng lên, sau khi rời giường hắn đem tất cả quần áo đều lục ra phát hiện quần áo của mình phần lớn đều giống nhau, trước kia cảm giác thuận tiện như vậy, hiện tại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể cầm một bộ quần áo mới nhất thay. Sau khi rửa mặt xong phát hiện trời còn chưa sáng, hắn cũng không ở được, liền hoạt động trong sân. Dậy sớm như vậy, nhiếp gia người ta còn chưa dậy đâu, mẹ la bị la chấn đánh thức ban đầu còn tưởng rằng là trộm vào trong sân không ngờ mở cửa vừa thấy là con trai mình nương con không ngủ được con muốn dậy chuẩn bị trước nhưng mà ngươi thế này cũng quá sớm đi cách hừng đông còn có một đoạn thời gian tôi biết tôi chính là không ngủ được vậy con theo mẹ vào mẹ nói cho con biết chuyện cần chú ý mẹ la nói xong liền đi vào nhà chính mẹ la thắp đèn dầu nhìn la chấn ngồi xuống nói với giọng thấm thía con à mẹ biết con thích yên nhiên cũng biết lo lắng trong lòng con nhưng mà chúng ta làm người cả đời không có khả năng gặp phải chuyện gì cũng tốt giống như con đã nói lúc trước con sợ chậm trễ yên nhiên nhưng làm sao con biết được ở bên con không phải là hướng đi của cô ấy duyên phận thứ này nói không rõ có thể hai con đã bỏ lỡ lẫn nhau đó chính là bỏ lỡ có thể hai con cả đời đều không hạnh phúc cũng có thể đều tự mạnh khỏe nhân sinh trên đời không tới trăm năm chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi chỉ cần lúc hai con ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc như vậy về sau kỳ thật những đạo lý này ngươi hiểu rõ hơn ta cũng giống như ngươi biết ăn cơm sẽ bị nghẹn vậy ngươi sẽ không ăn cơm sao la chấn nương đạo lý ta đều hiểu nhưng là ta vẫn có chút lo lắng vạn nhất ngày nào đó ta xảy ra chuyện vậy nàng nên làm cái gì bây giờ la mẫu nghẹn họng ngươi cái đứa nhỏ chết tiệt này ngươi chỉ nghĩ đến yên nhiên làm sao bây giờ liền không nghĩ tới ta cùng cha ngươi làm sao bây giờ đúng không la chấn nương đau nương ngươi nghe ta nói con nói đi mẹ nghe mẹ la vừa nói vừa nhéo lỗ tai la chấn la chấn nương ta nghĩ tới nghĩ tới các ngươi ta biết nếu ta có vạn nhất quốc gia sẽ giúp ta chiếu cố tốt cho các ngươi nhưng yên nhiên mẹ la con à con cũng biết chúng ta tuổi cũng không nhỏ cho nên quãng đời còn lại đều muốn các con bình an con phải luôn luôn chú ý an toàn la chấn được nương hôm nay con cùng yên nhiên đi ra ngoài không nên luyến tiếc tiêu tiền dẫn cô ấy đến khách sạn quốc doanh ăn chút gì ngon lại dẫn cô ấy đến công ty cung cấp nhìn xem mua chút quần áo gì đó mẹ la nói xong đưa cho anh một ít tiền ngươi xem có đủ hay không không đủ để ta đi lấy thêm một ít la chấn nương không cần ta có mẹ la mẹ biết con có nhưng những thứ này con cầm dẫn con gái người ta ra ngoài phải mang nhiều một chút nếu thích thì mua một ít đứa nhỏ yên nhiên kia mẹ nhìn vẻ mặt của nó ngày đó là coi trọng con cho nên con đối với nó mới càng phải hào phóng dù sao nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai người phải kết hôn kết hôn chính là người một nhà của con cũng là của con của con cũng là của con đối với người nhà không thể keo kiệt con hiểu ý của mẹ không la chấn nương con biết rồi mẹ la được vậy là tốt rồi chờ trời sáng thì đến nhiếp da trời còn chưa sáng thì ở nhà la chấn được mẹ con biết rồi mẹ nghỉ ngơi một lát đi lúc này còn sớm mẹ la ừ con cũng đi nghỉ ngơi một lát đi trời vừa mới sáng la chấn liền khẩn cấp đi ra ngoài nhiếp gia, nhiếp yên nhiên cũng dậy sớm thay vì nói là dậy sớm còn không bằng nói là một đêm không ngủ từ hôm qua biết hôm nay phải đi ra ngoài với người trong lòng mình cô kích động đến mức cả đêm không ngủ này không thiên tài vừa mới sáng nàng đã dậy Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy, còn sớm mà, đi ngủ thêm một lát nữa. Bà nội nhiếp đứng lên chuẩn bị bữa sáng cho người nhà nhìn thấy yên nhiên rất kinh ngạc, dù sao mặc kệ là yên nhiên trước kia hay yên nhiên bây giờ đều thích ngủ nướng. Bà nội, tối qua cháu ngủ sớm, cho nên thức dậy sớm. Ngủ sớm. Nửa đêm hôm qua còn nghe được thanh âm từ trong phòng nhiên nhiên truyền đến A, à, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Nếp nải nải nghĩ thầm. Bà nội, muốn làm gì? cháu tới giúp bà. Yên nhiên cười nói. Nếp nải nải. Vậy nhiên nhiên ngươi tới giúp ta nhóm lửa đi. Yên nhiên. Được. Bà nhiếp. Lát nữa ăn cơm xong đến phòng tôi một chút. Yên nhiên. Được, bà nội. Có chuyện gì sao? Nếp nải nải. Cũng không có gì đại sự, hôm nay ngươi không phải muốn cùng la gia tiểu tử đi trên trấn sao, ta cho ngươi lấy chút tiền phiếu, nhiên nhiên, ngươi nhớ kỹ, tại trước khi kết hôn không thể tùy tiện dùng tiền của đối phương. Đương nhiên, nếu hắn tặng ngươi lễ vật, ngươi thích hắn là có thể nhận, nhưng nếu như ngươi cảm giác các ngươi không thích hợp, vậy thì không thể nhận. Còn có chính là, nữ hài tử trong sạch rất trọng yếu, các ngươi kết giao bằng hữu phải nắm chắc một cái độ. Dù sao loại chuyện này chịu thiệt đều là nữ hài tử. Yên nhiên. Bà nội, cháu biết. Bà nhiếp, bà biết yên nhiên của bà là một đứa trẻ ngoan cháu làm việc đều có chừng mực bà rất yên tâm về cháu nhưng mọi chuyện trên thế giới đều rất phức tạp có thể không cẩn thận sẽ bước vào con đường sai lầm còn có bà yên tâm về hai đứa con của cháu nhưng có một câu nói biết người biết mặt không biết tâm chúng ta kỳ thật cũng không hiểu la chấn hiểu biết của chúng ta về cậu ấy đều là nghe người khác nói nhưng lời nói lại có vài phần thật vài phần giả chúng ta cũng không biết cho nên cháu nhớ kỹ một câu lòng hại người không thể có lòng phòng bị người không thể không có các ngươi không hiểu la chấn ca ca ta hiểu a à, ta thấy tính cách hắn vẫn giống nhau khó hiểu vì sao chính trực không biết hoa ngôn xảo ngữ yên nhiên nghĩ cuối cùng vẫn trả lời được bà nội con nhớ kỹ trong lúc nói chuyện cơm đã nấu xong người nhiếp gia cũng đều đứng lên ăn cơm xong nhiếp nải nải an bài hai đứa con dâu dọn dẹp bàn cơm để cho hai đứa con trai chuẩn bị tốt công việc thuận tiện mang theo hai đứa cháu nhỏ, liền mang theo Yên Nhiên vào phòng. Yên nhiên, nhiên, con cầm những hóa đơn này, thấy thích thì tự mình mua một chút, đừng để tên tiểu tử La Gia kia tiêu tiền, bằng không cho dù sau này hai người kết hôn, nhà hắn cũng sẽ không thích con. Chúng ta không cần phải vì một chút tiền mà làm cho cuộc sống của mình khổ sở. Nhiếp Nãi Nãi nói xong đưa cho Yên Nhiên một xấp tiền lẻ cùng một ít vé. Yên Nhiên bà nội không cần nhiều như vậy con cũng không cần mua cái gì còn cái gì cũng không thiếu bà nhiếp có thiếu hay không là một chuyện còn có thích hay không lại là một chuyện khác con cầm trước dùng không hết con trả lại là được rồi vậy được rồi yên nhiên nhận tiền nghĩ đến lúc đó mua chút thịt về ăn đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ao các nàng đi ra ngoài nhìn nguyên lai like là la chấn đến